Ví dụ như trường hợp mà quý khách gãy nguyên cái khóa này, người khách của Kỳ Lân nói với anh thợ là không, cái này là làm ở Việt Nam bên chỗ Kỳ Lân, và ông thợ ông bảo không phải, cái gì anh cũng cái gì luôn, này là hãng làm, không thể nào thợ Việt Nam mà làm được như vậy đâu. Và đồng hồ nó chỉ có 10 cái và nó có 3 núm, thì vô tình gãy một núm rồi thì khách hàng đã nhờ liên hệ đến hãng làm nhưng mà hãng không làm. Vâng, Kỳ Lân kính chào quý khách. Hôm nay Kỳ Lân sẽ cầm đồng hồ và giới thiệu một dịch vụ về đồng hồ. Có nghĩa là cầm đồng hồ nhưng mà không phải giới thiệu về sản phẩm đồng hồ này, mà Kỳ Lân giới thiệu về những dịch vụ mà Kỳ Lân làm về đồng hồ. Ok, thì nếu như có khách nào đang đeo đồng hồ mà bị gãy khóa, rớt núm, hư da, dây da thì liên hệ với Kỳ Lân. Ví dụ như trường hợp mà quý khách gãy nguyên cái khóa này thì hãy đến với Kỳ Lân, dù là bằng thép, bằng vàng, bằng hồng rô, bằng vàng, bằng chanh hoặc là vàng trắng, nói chung là tất cả những chất liệu mà đồng hồ đang có mà quý khách bị gãy thì đến với Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ phục vụ cho khách làm lại như mới, làm một cái bộ khóa mới hoặc là xử lý phần gãy lại như mới ban đầu. Đó là đặc biệt mà Kỳ Lân đang được rất nhiều quý khách ủng hộ về chương trình đó. Bởi vì một sản phẩm đồng hồ cao cấp mà bị gãy rồi thì khó tìm mua lại, mà mua lại cũng giá rất là cao, cho nên là thường quý khách đã tìm đến Kỳ Lân để Kỳ Lân xử lý phần đó cho quý khách. Cái khóa nè, Kỳ Lân những cái khóa nào mà bị gãy Kỳ Lân sẽ xử lý cho quý khách. Muốn thay khóa khác cũng được, làm một khóa mới cũng được, hoặc là xử lý cũng được. Và đặc biệt là cái núm Đức, trước có một lần là cái đồng hồ của Đức. Cái đồng hồ này thì Kỳ Lân xin phép được giấu tên, bởi vì hiện tại cái đồng hồ đó sản xuất ra có 10 cái trên toàn thế giới thôi. Và nếu như Kỳ Lân nói đồng hồ ra đó thì những người coi clip sẽ biết đồng hồ của ai, nên Kỳ Lân không có xin phép được giấu. Và đồng hồ đó chỉ có 10 cái và nó có 3 núm, thì vô tình gãy một núm rồi thì khách hàng đã nhờ liên hệ đến hãng làm nhưng mà hãng không làm. Và nếu có làm thì giá cũng rất cao, và đi tìm khắp mọi nơi không làm được. Sau đó có thể là có những nơi làm được nhưng mà họ không nhận, bởi vì một cái núm đó thường là khó làm, rất khó làm, và thứ hai là mất thời gian, nên là không có người được nhận cả. Vì vậy vô tình tìm đến Kỳ Lân thì Kỳ Lân đã thực hiện, và sau khi thực hiện xong đưa cho khách và khách đưa cho thợ, thợ đáp bảo là cái này chắc chắn luôn không phải là ở Việt Nam làm, này là hãng làm. Cái người khách của em á, người khách của Kỳ Lân nói với anh thợ là không, cái này là làm ở Việt Nam bên chỗ Kỳ Lân. Và ông thợ ông bảo không phải, cái gì anh cũng cái gì luôn, này là hãng làm, không thể nào thợ Việt Nam mà làm được như vậy đâu. Không thể nào thợ Việt Nam làm được như vậy. Thì hai người đem đến chỗ em và em đã cho khách hàng đó thấy, cho ông thợ đó thấy. Cái điều đó là cực kỳ thú vị luôn, và từ đó Kỳ Lân cũng rất có duyên, và hiện tại là kết hợp với người thợ đó để mà xử lý đồ cho Kỳ Lân luôn. Nấm bị rớt, bị gãy thì Kỳ Lân có thể làm nấm mới thay cho quý khách. Và một cái điều mà Kỳ Lân muốn củng cố trong clip này cho quý khách đó là, thường có nhiều khách hàng hỏi là nếu như em làm cái nấm mà trong khi cái ba cái nấm đi mà Kỳ Lân làm một cái nấm thì nó sẽ trông trùng màu với lại những cái nấm còn lại không? Tất nhiên là khi hội vàng ra thì không thể nào tuyệt đối 100% được, nhưng mà Kỳ Lân khẳng định là 99% hơn. Và thường thì Kỳ Lân làm dễ tịch luôn, thì Kỳ Lân làm 3 nấm một lúc là y xì màu. Nhưng mà thường thì do mình là người làm nên mình nhìn lúc mình soi, mình xăm xe thì mình mới để kỹ lắm luôn, thì mình mới thấy một chút sự khác biệt nhỏ xíu à. Còn nếu như bình thường không có chủ đích biết rồi thì rất khó để mà nhận thấy điều khác biệt đó. Nhưng mà Kỳ Lân kỹ lắm, Kỳ Lân làm một lần 3 nút luôn, hai ba nút luôn là ok nhất. Và đến nạm kim cương thiên nhiên thì đang chọn ta là kim cương trong top nước DOF. Đối với kim cương thì mình phải coi bằng máy mình mới thấy được độ trong. Mắt thường thì nhìn chỉ thấy đẹp xấu thôi, mắt thường thì nhìn bình thường thôi, không chỉ có không thể nào mà nhìn xuyên sâu bên trong được. Nhưng mà đối với Kỳ Lân thì Kỳ Lân sẽ dùng cái máy để soi, nó như một kính hiển vi gì đó. Kỳ Lân sẽ soi độ sạch của kim cương, có than, có bị dơ, có bị gì không, và cái chấu nó có bị đường đi, nó có đều và đẹp hay không, và kim cương có bị
chấm thân bự hay không, bị nứt gì không, các kiểu gì không, thì mình sẽ coi bằng máy. Bình thường nhìn như vậy, chỉ thấy chiếu bình thường mà Kỳ Lan bằng nhìn bằng máy soi như thế này sẽ rất là chi tiết rõ ràng. Bàn thì AU750 siêu đẹp rồi, bàn khối AU750. Và dây da thì tất cả dây đồ da Kỳ Lan đang làm là da handmade, da cá sấu, da từ các công ty chuyên thuộc da lớn trên thế giới này và chuyên cung cấp cho tất cả những hãng thời trang lớn. Và cuối cùng thì đã đến Kỳ Lan và Kỳ Lan cho vị thợ đó thấy được đó chính là của mình làm. Và từ đó Kỳ Lan đã làm cho thợ đó cũng rất nhiều cái núm cho những cái đồng hồ khác, ví dụ như Hublot nè và Rembouler nè, cũng nhiều cái bị rớt nên là Kỳ Lan đã tạo nên những cái núm mới và bàn giao rồi. Và kể cả nhận hột kim cương hoặc là dây dây đồng hồ thì Kỳ Lan là chuyên về đồ da, hiện tại là chuyên về đồ da cá sấu và da đà điểu, da cá mập, nên là Kỳ Lan làm rất nhiều dây đồng hồ rồi, thậm chí có rất nhiều dây có sẵn độc tại showroom của mình. Và thì quý khách đến lựa chọn hoặc là muốn làm theo yêu cầu, màu sắc theo yêu cầu, kích thước theo yêu cầu thì liên hệ với Kỳ Lan luôn. Vâng, và như vậy là Kỳ Lan đã hoàn tất giới thiệu về dịch vụ đồng hồ của Kỳ Lan Luxury đối với tất cả khách hàng, về đính kim cương, nạm kim cương, đúc vỏ bằng vàng, thay da làm da cho da đồng hồ, da đeo bằng cá sấu, da đà điểu hoặc là cá mập, xử lý khóa gãy, nói chung là vân vân tất cả những gì liên quan đến đồng hồ Kỳ Lan đã giới thiệu đến quý khách. Và khi quý khách đeo đồng hồ của mình mà có bất kỳ vấn đề gì thì Kỳ Lan luôn trân trọng chờ và chào đón tất cả quý khách đến với showroom Kỳ Lan Luxury để phục vụ cho khách từng chi tiết mà ở ngoài kia khó làm được thì Kỳ Lan sẽ làm hết. Vâng, và Kỳ Lan một lần nữa cảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình để xem một clip của Kỳ Lan. Kỳ Lan chúc toàn thể quý khách thật vui, thật nhiều sức khỏe, luôn thành công. Và hãy đến với showroom của Kỳ Lan Luxury hoặc truy cập trực tiếp vào website Kỳ Lan Luxury, hotline 0901 247 247. Và đừng quên follow, đăng ký, theo dõi kênh YouTube này cũng như là like, theo dõi fanpage này nha, để mà cập nhật rất nhiều video hấp dẫn sắp tới. Kỳ Lan cam kết có rất nhiều video hấp dẫn sắp tới mà sẽ làm hài lòng quý khách. Quý khách sẽ rất thú vị ở những video sắp tới. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.